Thưa quý vị, những bước đi đầu tiên trong tà áo dài duyên dáng chính là gương mặt, tài năng, quỳnh hoa của cuộc thi Thần tượng doanh nhân 2017. Hương, quán quân của cuộc thi giọng hát Thần tượng doanh nhân 2017. Cùng chào đón Á hậu Ngọc Thọ của cuộc thi Thần tượng doanh nhân 2017. Chào đón Á hậu Hồng Nhung, cuộc thi Thần tượng doanh nhân 2017. Quý vị, Á Vương Châu Khanh, cuộc thi Thần tượng doanh nhân 2017. Cùng chào đón Nam Vương Thanh Phong, cuộc thi Thần tượng doanh nhân 2017.
thưa quý vị, Hoa hậu cuộc thi thần tượng doanh nhân 2017 Minh Châu. Chúng ta hãy cùng một lần nữa nhìn ngắm lại những gương mặt là những hoa hậu, á hậu, nam vương và á vương của cuộc thi thần tượng doanh nhân 2017. Những doanh nhân không chỉ có tâm, có tài, có tầm mà còn là những sắc vóc, những người có đam mê nghệ thuật và mong muốn được thể hiện mình với tất cả mọi người. Quý vị, mỗi gương mặt là một bông hoa với mùi hương và màu sắc khác nhau. Xin cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn sự xuất hiện của những hoa hậu, á hậu và nam vương, á vương của cuộc thi thần tượng doanh nhân 2017.